Thanh Hùng Fossil đi cùng cả bóng đá. Ghét Thanh Hùng, sắm giày chính hãng. Đánh bại Celta Vigo 3-1 ở vòng 36 La Liga nhờ cú đúp của Aubameyang và bàn thắng của Memphis Depay. Nhưng niềm vui chiến thắng của Barcelona không trọn vẹn vì chấn thương nặng của Ronald Araujo. Bàn thắng Memphis Celta Vigo được ghi gia công của Iago Aspas. Tuy nhiên mới đây, Barcelona xác nhận Araujo bị chấn động vì pha va chạm với Gavi. Đội bóng xứ Catalunya còn cho biết hậu vệ 23 tuổi sẽ được kiểm tra thêm vào hôm nay để xác định rõ mức độ nghiêm trọng. Với chiến thắng này, thầy trò Xavi tiến sát mục tiêu giành vị trí thứ hai trong cuộc La Liga. Ở trận đấu giữa Aston Villa và Liverpool, đội bóng của Jurgen Klopp đã có màn lội ngược dòng để có được chiến thắng 2-1 và đó tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi Manchester City. Douglas Luiz là người ghi bàn bên phía Aston Villa. Trong khi đó, Joe Matip và Sadio Mane là những người lập công cho Liverpool để giúp đội bóng này cân bằng về điểm số cùng 86 điểm với Manchester City, nhưng đã nhiều hơn một trận và vẫn thua về chỉ số phụ. Tuy nhiên, chiến thắng không trọn vẹn khi Fabinho buộc phải rời sân ở phút 30 do chấn thương. Hiện vẫn chưa rõ mức độ chấn thương, nhưng đây sẽ là tổn thất cực kỳ lớn nếu như chấn thương của anh nghiêm trọng. Với đẳng cấp vượt trội, U23 Indonesia dễ dàng đè bẹp Timor Leste với tỷ số 4-1 ở trận đấu thứ hai của họ tại vòng bảng SEA Games. Những người lập công bên phía Indonesia bao gồm Maulana, Arianto và cú đúp của Witan, trong khi bàn thắng duy nhất của Timor Leste được ghi gia công của Mourinho. Với kết quả này, thầy trò Shin Tae-yong vẫn đang đứng áp chót bảng A, kém U23 Myanmar 6 điểm, U23 Philippines và Việt Nam 4 điểm. Về phần mình, với 3 trận toàn thua, U23 Timor Leste đã chính thức bị loại. Rio Ferdinand đã lên tiếng xin lỗi Jose Mourinho vì chỉ trích huấn luyện viên người Bồ Đào Nha sau khi ông bị Man United tích sa thải. Câu nói của Mourinho đã khá lâu rồi, nhưng tôi phải xin lỗi ông ấy vì chỉ trích những đánh giá và cách nhìn nhận của ông ấy thời điểm đó. Về mặt hậu trường, ông ấy nói vào năm 2019, sau khi Man United về nhiệm Premier League là rất đúng đắn. Chúng ta có thể nhận thấy những vấn đề bất ổn ở hậu trường, nhưng vào thời điểm đó, mọi người không biết rằng mức độ nghiêm trọng của nó. Rõ ràng, Mourinho đã nắm bắt chính xác tình hình. Ông ấy muốn loại bỏ nhiều cầu thủ và mang về một số tân binh nhất định. Ông ấy cũng nhận ra vấn đề khi Man United trao cho một số cầu thủ hợp đồng lớn nhưng không phù hợp. Fabrizio Romano khẳng định thương vụ Antonio Rudiger gia nhập Real Madrid đã được hoàn tất và chỉ còn chờ Los Blancos công bố chính thức với truyền thông. Mọi thỏa thuận giữa Real Madrid và Rudiger đã được hoàn tất, thương vụ xem như hoàn thành. Các nguồn tin từ câu lạc bộ xác nhận Rudiger sẽ chơi cho Real Madrid. Hợp đồng kéo dài đến năm 2026 và không có tùy chọn gia hạn. Thông báo chính thức sẽ được đưa ra sau khi mùa giải kết thúc. Chúng tôi có thể khẳng định thông báo này đã xong. Sau khi đồng ý bán Erling Haaland cho Manchester City, Dortmund đã ngay lập tức ký hợp đồng với tiền đạo thần đồng của bóng đá Đức Karim Adeyemi. Đội chủ sân Signal Iduna Park xác nhận ký hợp đồng 5 năm với Karim Adeyemi từ Red Bull Salzburg. Để có được chữ ký của tiền đạo 20 tuổi, câu lạc bộ vùng vua phải chi 32,5 triệu bảng cho câu lạc bộ của Áo. Karim Adeyemi đầu quân cho Dortmund sau một mùa giải vô cùng xuất sắc. Anh đã ghi 22 bàn tại giải vô địch quốc gia Áo. Cũng nhờ đó, Karim Adeyemi lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển Đức và cũng đã có ngay bàn thắng đầu tiên ở trận ra mắt gặp Armenia. Truyền thông châu Âu đồng loạt đưa tin Manchester City chiêu mộ thành công Erling Haaland. Chuyển đến Man City là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của Haaland. Tuy nhiên, theo cựu hậu vệ Patrick Evra, nguyên nhân chủ yếu ở đây là tiền bạc. Họ làm cho tôi nhớ đến PSG, một đội bóng được xây dựng dựa trên tiền bạc. Real Madrid cũng có nhiều tiền, nhưng họ còn có lịch sử và văn hóa, truyền thống phía sau. Man City thì chỉ có tiền, và các cầu thủ chủ yếu đến đó vì tiền. Sau đó, họ cũng có thể giành danh hiệu, như một cầu thủ chọn tới Man City, chỉ vì họ được trả nhiều tiền hơn mà thôi. Các cuộc bàn bạc đang được tiến hành và phán quyết cuối cùng chuẩn bị được UEFA đưa ra, trong đó có kế hoạch trao suất dự Champions League cho hai đội không giành vé từ giải quốc nội nhưng có thành tích tốt ở châu Âu trong 5 mùa giải trước đó. Nếu được áp dụng cho mùa giải tới đây, điều này có nghĩa là Anh sẽ giành thêm một suất cùng với Hà Lan. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị chỉ trích mạnh mẽ bởi các nhóm người hâm mộ. Được biết, kế hoạch thỏa hiệp sẽ được thảo luận tại các phiên họp tiếp theo.